Bên phải nè, nó bên trái, bên trái cửa. Cái gì vậy? Thằng đồ với nó đi thôi. Anh đã kêu bên trái cửa, má đi vô luôn kìa. Sao mày á? Má thiệt, hai thằng đi lạng qua lạng lại với nhau luôn. Chơi à? Vẫn được nữa. Thằng đó nó cũng hết hồn luôn á. Ghê, nó chuẩn bị kiếm đồ hắc map. Má đồ sướng quá, má đáy vô mồm luôn rồi. Tao ra ghi lại clip, mai cắt clip à. Trả lời fan cái kiểu không? Nghe mà quên mấy cái YouTube tao mày bị mày ban rồi. Bị mày report rồi.